Chào bạn Hiểu. Trong những ngày vừa qua thì kênh Thắng ơi á, đã xuất bản ra rất nhiều các video nói về thị trường bất động sản. Mặc dù là chúng tôi đưa ra rất nhiều những cái chia sẻ cá nhân của nhóm về đánh giá nhận định cũng như là những cái chia sẻ ở một cái góc nhìn khác dưới cái chia sẻ của một người làm lĩnh vực tài chính. Tuy vậy thì phần lớn các video thì Thắng cũng không mong muốn rằng nó tác động quá nhiều tới những cái quyết định mua bán đầu tư trên thị trường bất động sản của quý anh chị em và các bạn. Chỉ mong rằng là các video này thì đem lại một số cái kiến thức cơ bản và hữu ích giúp ích quý anh chị em và các bạn có thêm một cái góc nhìn khác về thị trường bất động sản để đưa ra cái quyết định phù hợp và đem lại cái biên lợi nhuận tốt nhất cho quý anh chị em và các bạn. Mong rằng những video hay, hữu ích và nhận được nhiều cái ủng hộ, động viên của quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Có nhiều bạn hữu thì đặt cái câu hỏi là trong cái thời gian hiện tại, tức là thị trường bất động sản cũng không được sôi động lắm mà có phần là hơi trầm lắng, thì liệu có nên rãi ngân mua bất động sản hay không? Và trong cái buổi chia sẻ thì hôm nay thì dưới cái góc nhìn của một cái người làm tư vấn về lĩnh vực tài chính thì Thắng ơi sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn một cái góc nhìn khác, hoàn toàn rất ít các nhà môi giới bất động sản nói với quý anh chị em và các bạn. Thưa với anh chị là phần lớn thì trong cái việc mà anh chị tham gia kinh doanh thị trường bất động sản thì thường sẽ có một cái người môi giới được gọi là cò đất sẽ làm việc với quý anh chị em và các bạn, và phần đa chúng ta đều sẽ nghe được những cái thông tin một chiều từ phía người làm cái dịch vụ bất động sản sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái dự án của họ đang chào bán, sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái tiềm năng của cái dự án đó cũng như là những cái sản phẩm mà họ muốn gửi tới quý anh chị em và các bạn. Rất rất ít những người môi giới trong lĩnh vực bất động sản đi theo một cái cách ngược lại giống như dân tư vấn tài chính làm, đó là tìm hiểu về nhu cầu của chính quý anh chị và các bạn. Trong bất kỳ cái thị trường nào, dù là sôi động hay trầm lắng thì cũng đều có những cái giao dịch, và không nói riêng gì thị trường bất động sản, bất kỳ một thị trường nào cũng đều như vậy. Vậy cái việc mà tìm hiểu cái nhu cầu của quý anh chị em và các bạn mục đích để làm gì, thì trong tài chính cũng vậy, khi mà chúng tôi tư vấn cho một nhà đầu tư tham gia mua bán kinh doanh một cái cổ phiếu nào đó thì điểm cốt lõi vẫn là việc cái doanh nghiệp, cái cổ phiếu chúng tôi tư vấn nó có tốt không, nó hoạt động có hiệu quả không, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó có phát triển bền vững và tăng trưởng đều đặn hay không. Nhưng cái điều quan trọng hơn cả là chính người đầu tư, anh chị và các bạn mới là điều quan trọng, dòng vốn của quý anh chị và các bạn mới là điều quan trọng, nhu cầu của anh chị mới là điều quan trọng, và cái kỳ vọng về lợi nhuận cũng như là khả năng cầm nắm cái sản phẩm mà anh chị và các bạn định mua mới là điều quan trọng. Do đó thì người môi giới nếu thực sự là chuyên nghiệp, trước khi nói về cái sự chuyên nghiệp thì chúng tôi xin thông báo với anh chị và các bạn là hiện tại trên thị trường bất động sản Việt Nam có khoảng 500.000 nhà môi giới. Tuy vậy thì chỉ có khoảng 43.000 nhà môi giới là có chứng chỉ hành nghề và có khoảng 8.000 nhà môi giới mới được cấp chứng chỉ hành nghề theo cái quy định mới. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là 450.000 nhà môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bất động sản, và xuất phát từ bất kỳ một lĩnh vực mà ngành nghề nào ai cũng có thể tham gia lĩnh vực môi giới. Do đó thì không phải chê, nhưng có thể một số anh chị và các bạn đang làm nghề không nắm rõ hoặc là không nghiên cứu rõ cái vai trò của cái nhu cầu thực sự của người mua đang cần. Họ mua với cái nhu cầu là để ở, khác với cái nhu cầu để đầu tư. Họ mua với cái nhu cầu là mong muốn cái biên lợi nhuận ổn định, nó khác với cái câu chuyện đầu cơ bất động sản. Và hơn thế nữa thì cái người mua và với cái tâm thế có thể nắm giữ bất động sản dài hơi 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa thì nó khác hoàn toàn với những người kinh doanh với đồng vốn áp lực vay lãi ngân hàng và nhanh chóng muốn có lợi nhuận, thì nó sẽ khác. Chúng tôi sẽ nói rõ hơn trong phần tiếp theo của chia sẻ hôm nay.
Rõ ràng là chị khi người môi giới mà chị cái quan tâm tới cái việc mà bán được hàng ấy, thì họ sẽ không mấy quan tâm đến cái câu chuyện nhu cầu của người mua hàng, mua để làm gì và mục đích mua để kỳ vọng cái lợi nhuận ra làm sao cũng như là cái nhu cầu thực tế như thế nào. Thì vậy thì nó sẽ trở thành thảm họa khi mà tư vấn cho một cái người mà vay lãi ngân hàng mà lại đi đầu tư vào một cái chỗ mà bùng sâu bùng xa mà cần phải để cái sản phẩm bất động sản lên tới 5 năm, 10 năm. Bởi vì trong cái khoảng thời gian dài như vậy thì riêng cái chuyện gánh lãi thôi thì đã làm cho cái người đầu tư bất động sản là cái người mà muốn đang có nhu cầu mua bất động sản là không đủ sức để có thể là gồng gánh trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà lại cũng rất là thảm họa khi mà một người đang có thực sự có cái nhu cầu mua một cái sản phẩm bất động sản để lâu dài với cái nguồn tài chính tức là không vay lãi cũng như là nguồn 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 ngân sách là gọi là dư thừa, cũng như là họ chỉ mong muốn rằng là để đó mang tính chất ổn định lâu dài, lại đưa họ vào một cái dự án mà có cái tính nóng hổi tức là cái tính đầu cơ của nó quá cao thì họ sẽ không thể nhanh chóng để phản ứng được với những cái việc mà giá cả trong ngắn hạn có thể tăng nóng hoặc là có thể giảm nóng thì nó cũng sẽ là thảm họa. Thì rõ ràng là khi mà tư vấn cho một cái người nào đó trong cái điều kiện thị trường chúng ta có thể hoàn toàn có thể quên đi cái việc là thị trường đang trầm lắng hay là thị trường đang sôi động. Bởi vì là trong bất kỳ cái phân khúc thị trường nào thì cũng đều có nhu cầu thực, và trong những cái nhu cầu thực đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ và rõ về cái nguồn tài chính để và cái nhu cầu thực tế của từng người. Với cái khi mà chúng ta tìm hiểu rõ như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm và tư vấn đưa ra cái lời tư vấn phù hợp, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhăm với cái câu chuyện đó là chúng ta bán cái sản phẩm của chúng ta đang bán. Làm như vậy thì về đạo đức nghề, trong một số cái quy định về đạo đức nghề tài chính cũng như nghề môi giới bất động sản tư vấn tài chính đều có một cái đạo đức nghề, tức là chúng ta không đưa khách hàng vào những cái sản phẩm mà chúng ta nghĩ rằng và cho rằng đó là một cái sản phẩm tồi so với cái điều kiện tài chính của họ. Thì trong trả lời cái câu hỏi, trong một cái thị trường mà sôi động thì nó dễ lắm, chúng ta mua bán thì cái xác suất sinh lời nó cao, do đó thì cái việc tìm hiểu về cái nhu cầu tài chính của ông từng người và cái nhu cầu của từng cái nhà đầu tư thì nó không cần thiết lắm, bởi vì khi mà mua được cái sản phẩm mà dễ dàng kiếm được lợi lợi ích thì họ đều có thể phớt lờ đi cái câu chuyện khi mà cái sản phẩm của họ mua được nó có một cái biên lợi nhuận nhất định. Nhưng mà trong một cái thị trường mà trầm lắng thì cái việc này nó cực kỳ quan trọng, nó quan trọng tới mức tức là nếu như không có cái việc tìm hiểu cái nhu cầu thực tế của người 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 đang tham gia, và đặc biệt là ví dụ như anh chị và các bạn sẽ hỏi rằng là thị trường trầm lắng như thế này thì mua vào liệu nó có tốt không, thì thực tế thì với cái việc mà một vài anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua một căn hộ để ở, đang có nhu cầu mua một miếng đất để đầu tư dài hạn với cái tiền hiện tại đang gửi tiết kiệm mức lãi suất chỉ 5 đến 6% thì hoàn toàn có thể giải ngân và chẳng cần quan tâm đến cái việc thị trường có trầm lắng hay là sôi động hay không, bởi vì chúng ta sẽ để cái sản phẩm bất động sản của mình ở một cái khoảng thời đoạn rất là dài, nó được gọi là đầu tư dài hạn. Từ 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn, thì sau một cái chu kỳ ngắn hạn nó có thể là trầm lắng, nó có thể là không sôi động, nhưng về mặt dài hạn thì bất động sản nó cũng sẽ đem lại một cái biên lợi gọi là cái tỷ suất lợi nhuận khá là tốt, tối thiểu là nó có thể tránh được cái vấn đề lạm phát và nó không làm mất giá cái đồng tiền của chúng ta bằng việc là chúng ta gửi ngân hàng, mặc dù hàng tháng chúng ta vẫn nhận mức lãi suất là 0,5% cho cái việc là 6% một năm. Thì những người này thì phải được tư vấn rằng là mua lúc nào cũng được, không cần phải căn là đâu là đáy của thị trường, đâu là đỉnh của thị trường, khi nào sôi động, khi nào không sôi động. Còn với những người mà bảo là không, anh chị bây giờ đang muốn là kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, anh chị chỉ có khoảng 1 tỷ thôi mà muốn muốn mua một miếng đất khoảng 5 6 tỷ, anh chị hoàn toàn có thể vay lãi ngân hàng để đầu tư trong khoảng thời gian để có thể bù đắp được cái phần lãi suất và đem lại cái biên lợi nhuận. Thì anh chị và các bạn thì mới cân nhắc đến cái câu chuyện là thị trường trầm lắng, rồi cái dự án nào trầm lắng, rồi cái khu vực nào thì đang nóng sốt, cái điểm đến nào phù hợp để chúng ta mới có thể tư vấn một cách chi tiết cụ thể hơn cho những người này, cho những cái anh chị này là nên như thế nào cho nó phù hợp. Đấy. Đó là cái câu chuyện, chỉ mới đến cái câu chuyện tài chính. Hơn thế nữa thì lại phải tìm hiểu sâu hơn nữa về cái bản chất của cái dòng tiền của những người này. Cái dòng tiền đó thì đôi khi không có bất kỳ một áp lực tài chính đã đành nhưng lại không được sử dụng mà cho một cái việc khác trong ngắn hạn, hoặc là không có cái áp lực cần phải sử dụng vốn ngay.
thì mới có thể, tức là gọi là nhàn rỗi vĩnh viễn hoặc là nhàn rỗi trong khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta mới tư vấn được một cái sản phẩm phù hợp. Bây giờ nếu như mà cái tiền mà gọi là tiền của những người về hưu, người ta có thể nhàn rỗi lâu dài thì giống như một cái chỗ để tiết kiệm, thì nó khác với lại những người mà người ta chỉ nhàn rỗi trong vòng 3 đến 4 năm, hoặc có những người chỉ nhàn rỗi trong vòng có 6 tháng đến 1 năm thôi, nó hoàn toàn khác hoàn toàn. Thì các sản phẩm tư vấn nó phải khác và cái chu kỳ thị trường nó cũng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Đó là điều mà chúng ta cũng rất cân nhắc. Rồi một cái điểm mà giống như trong lĩnh vực tài chính chúng tôi hay tư vấn cho nhà đầu tư, tức là về cái tính tình của cái người tham gia trong cái lĩnh vực đầu tư, chúng ta cần phải tìm hiểu xem là người này có tính kiên nhẫn như thế nào. Cái người tham gia đầu tư này liệu có thể là chờ đợi lâu hơn trong lúc mà một số vị trí, một số dự án nó có thể tăng nóng, nhưng mà một số chỗ thì cái người này mua vào nó chưa tăng, thì họ có kiên nhẫn hay không? Hay là họ chỉ mới chờ được khoảng tầm 5 bữa nửa tháng rồi họ sẽ nóng ruột, sốt ruột rồi 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 lại muốn bán đó đi, lại mua cái chỗ khác. Thì những người này tính kiên nhẫn kém, thì khi mà kiên nhẫn kém như vậy thì nếu mà mua bán nó sẽ dễ dẫn đến những vấn đề cực kỳ bất cập. Đấy, cái đặc tính của mỗi nhà đầu tư nó khác nhau nhiều và nó ảnh hưởng đến cái lợi ích mà gọi là thu gặt được lắm. Trong thị trường bất động sản thì cái tính dài hạn của nó còn cao hơn rất nhiều so với đầu tư tài chính. Đôi lúc á, thì cái biến động giá của bất động sản nó chậm hơn rất nhiều so với biến động giá của thị trường tài chính. Do đó thì cái tính kiên nhẫn trong đầu tư nó được đặt lên hàng đầu. Và cái người tư vấn, người làm công tác môi giới, người làm gọi là quân sư cho nhà đầu tư mà lại không hiểu được là cái người minh chủ của mình cần gì, muốn gì, đặc tính, tính tình ra làm sao thì khó có thể là tư vấn được. Thì cái điểm sai lệch của thị trường bất động sản Việt Nam hiện tại nó là do cái việc mà người làm nghề không chuyên nghiệp và không hiểu rõ được là cần phải như thế nào. Trong cái quá trình đầu tư, trong cái quá trình tư vấn đầu tư mà chỉ nhăm nhăm nghe theo những cái ông chủ mà hay là những cái ông chủ đất hoặc là những cái chủ dự án, họ giao cho một cái sản phẩm gì đó rồi sau đấy cầm đi để bán bằng được, bán bằng mọi giá, và thiếu cái tính đạo đức trong nghề nghiệp, thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy rất là khó lường, không chỉ cho những người đầu tư mà cho chính cả những người làm nghề, bởi vì họ sẽ không thể gắn bó với nghề lâu dài hơn được nữa, vì là cái lợi ích ngắn hạn chỉ vì mấy đồng cỏ môi giới. Trong lĩnh vực tài chính cũng vậy thôi. Chúng tôi có một cái câu châm ngôn rất là quan trọng, đó là anh quản lý bao nhiêu tài sản chứ không phải là anh quản lý bao nhiêu khách hàng. Anh có thể quản lý chỉ một khách hàng thôi, khách hàng đó có cái vốn ban đầu chỉ một vài tỷ thôi, nhưng sau cái khoảng thời gian anh quản lý 5 năm, 10 năm, vốn của cái người đó nó có thể lên tới 10 tỷ, 20 tỷ nhờ vào cái việc mà anh tư vấn và đưa cho người ta những cái thương vụ, những cái địa điểm đầu tư hoặc là những cái cổ phiếu hoặc doanh nghiệp đầu tư tốt để họ gia tăng cái tổng tài sản của họ lên. Thì rõ ràng khách hàng có lợi ích thì bản thân anh cũng sẽ có lợi ích, và cái việc hành nghề của anh sẽ gắn bó lâu dài với thị trường và khách hàng cũng sẽ gắn bó với anh lâu dài. Còn cái câu chuyện anh quản bao nhiêu khách hàng thì đồng nghĩa với việc là gọi là xén lông cừu, tức là anh cứ quản lý số lượng khách hàng này, anh tư vấn rồi cái việc hiệu quả của chuyện tư vấn nó đi đến đâu không cần quan tâm. Cứ hết khách hàng này mất hết tiền rồi lại phải đi tìm khách hàng khác, thì cái việc hành nghề của anh nó cũng rất là bấp bênh, và về lâu dài thì anh sẽ không thể là thành một chuyên gia trong cái lĩnh vực đó được, cũng như là anh khó có thể gắn bó và trụ vững với cái nghề một cách lâu dài được. Thì ở một cái góc chia sẻ cá nhân, trên cái kinh nghiệm là người tư vấn lĩnh vực tài chính, người làm cái công tác chia sẻ cái kiến thức về tài chính, thì chúng tôi có một vài ý muốn gửi tới anh chị và các bạn như vậy. Thì cũng luôn luôn chỉ mong rằng đây là một trong những cái cuốn sách hay, hay là một cái bài viết anh chị và các bạn tham khảo thêm làm cái tài liệu để nâng cao cái kiến thức, không mong là tác động gì đến bất kỳ một cái hành vi hoặc là bất kỳ một cái nhận thức mua bán nào của anh chị và các bạn gây ra những cái thiệt hại. Và nếu yêu thì hãy để lại một cái like cho video này, cũng như là đừng quên đăng ký TOTV, ấn vào chuông để mỗi khi có một video mới thì nó sẽ reng lên để báo anh chị biết là có một video mới. Và nếu được thì hãy để lại tất cả những cái bình luận trái chiều hoặc là đồng nhất với quan điểm cảm nhận của anh chị ở dưới video này. Và những người làm tham gia lĩnh vực bất động sản, những bạn làm môi giới trong lĩnh vực bất động sản đang tìm kiếm khách hàng, đang có những cái sản phẩm muốn chia sẻ cái cơ hội đầu tư của mình cho những người khác,
khác, hoặc là những anh chị và các bạn có cái nhu cầu cho thuê thì hãy dùng cái đường link của video này, cái phần bình luận để chúng ta có thể chào hàng. Bởi vì mỗi video bất động sản của kênh TOTV thì có khá nhiều những người anh chị em và các bạn hiện tại đang quan tâm và đón xem hàng ngày, có thể lên tới hàng vài chục ngàn người, vài chục ngàn view. Nên anh chị và các bạn hoàn toàn có thể để lại bình luận, Thắng sẽ duyệt hết tất cả những bình luận để giúp ích cho những bạn là môi giới mới, những người đang hành nghề hoặc là những người mới vào tham gia nghề, có một cái kênh, có một cái địa điểm để có thể phục vụ cái công việc của mình. Thân chào, chúc anh chị và các bạn sức khỏe cũng như là luôn kinh doanh tốt trong cái lĩnh vực của mình. Chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong một video mới. Anh chị muốn nghe về lĩnh vực nào thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Thắng xin chào và hẹn gặp lại.